Chào bạn, chào đón bạn đã đến với video của Thu ngày hôm nay. Vậy là chỉ còn 30 ngày nữa là chúng ta lại chào đón một mùa xuân mới. Mùa xuân đến cũng là lúc đất trời như khoác trên mình một chiếc áo mới. Ánh nắng xuân về không gay gắt mà chỉ là những cái hơi ấm nhẹ nhàng bừng sáng lên, tạo cho không khí ấm áp ở khắp muôn nơi. Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Nó đến cũng là lúc những cái đợt rét không còn lạnh nữa. Từ đó mà chúng ta sẽ cảm nhận được cái đẹp, cái sự ấm áp ngọt ngào của mùa xuân. Xuân về đi cùng là những nụ cười đoàn viên của con cháu với ông bà, chứ những nụ cười tươi rói khi nhận phong bao lì xì của trẻ thơ. Và tất cả mọi người sẽ cùng gửi cho nhau những câu chúc mừng năm mới thân thương, những món quà xuân ấm áp chào năm mới. Hòa chung không khí vui tươi chào đón xuân về, thì bên Thu đã chuẩn bị những mẫu quà để giúp bạn trao gửi tâm tình đến những người thân yêu, bạn bè, đối tác nhân dịp cuối năm. Đầu tiên đây là set quà phú quý, và hộp quà này được làm bằng chất liệu là từ gỗ. Trên hộp quà thì có khắc những cái bông hoa mai rất là đẹp như thế này, và hoa mai cũng là một cái loài hoa đặc trưng cho ngày Tết. Trên hộp thì còn có khắc cái dòng chữ là vạn sự như ý, chúc mừng năm mới rất là đẹp nha cả nhà. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Trên hộp thì còn có một cái khóa cài rất là tiện lợi như thế này, để các bạn có thể là dễ dàng đóng mở ha. Đây, các bạn có thể là dễ dàng đóng mở hộp như thế này, rất là tiện. Và nó còn có cả thêm một cái quai sách để chúng ta có thể là sách di chuyển rất là tiện lợi ha. Giờ thì Thu sẽ mở cho các bạn xem bên trong hộp quà thì nó gồm có những cái sản phẩm gì nha. Đây chính là xích quà phú quý. Đầu tiên thì nó sẽ gồm có một cái chai rượu vang La Doma La Mancha 750ml và được nhập khẩu chính ngạch từ Tây Ban Nha. La Doma Tempranillo là một cái loại rượu vang rất là tốt về chất lượng. Tempranillo là một cái loại nho đen có vỏ dày. Bên cạnh đó, giống nho này cũng có thể là chịu được khí hậu ấm áp. Chính vì vậy, giống nho này đã được trồng nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mà van Tempranillo của Tây Ban Nha thì cũng hơi khó kiếm ở thị trường Việt Nam nhé cả nhà. Và điều đặc biệt nữa ở rượu vang La Doma Tempranillo này chính là mùi thơm của mơ xuyên suốt cùng với vị chua nhẹ nhẹ tia đầu lưỡi, và nó có vị chát càng về cuối chai. Các bạn hãy thưởng thức rượu vang với thịt bò khô. Thịt bò khô cay cay kết hợp tốt với rượu vang. Vị của thịt bò khô nó sẽ làm tia đầu lưỡi và cảm giác rất là tuyệt vời. Và sản phẩm thứ hai mà Thu muốn giới thiệu với cả nhà trong cái set quà phú quý này đó chính là hạt maca. Hạt maca thượng hạng được nhập khẩu từ Australia và nó sẽ có trọng lượng là 400g. Hạt maca được coi là loại hạt ngon nhất, mất rất là nhiều công chăm sóc vì quá trình chăm sóc đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm dày dặn nè và rất là cẩn thận, cực kỳ tâm huyết. Và hạt maca được mệnh danh là hoàng hậu các loại quả khô. Hạt maca nó sẽ giúp cho các bạn có một làn da mịn màng, tươi trẻ, giảm được cholesterol, giúp lưu thông mạch máu, giảm tích tụ mảng bám trong mạch máu và chống lão hóa rất là tốt. Đặc biệt nó sẽ giúp bổ sung một lượng lớn calo cần thiết cho cơ thể. Và cái sản phẩm thứ ba nữa trong cái xích quà phú quý này mà Thu muốn giới thiệu đến cả nhà đó chính là hạt điều thượng hạng Bình Phước. Và cái hạt điều thượng hạng Bình Phước này nó có trọng lượng là 400g. Hạt điều là một trong những cái loại hạt mà được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Hạt điều nó chứa rất là nhiều dinh dưỡng, khoáng chất như là magie, phosphor, kẽm, đồng, mangan, vitamin B1, B5, B6 và vitamin K. Ngoài ra thì hạt điều nó cũng chứa rất là nhiều chất lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa và các cái hợp chất hoạt tính sinh học có lợi khác. Tác dụng của hạt điều phải nhắc đến đó là nó rất là tốt cho tim nè, tốt cho mắt và giúp làm đẹp da nữa. Sản phẩm thứ tư mà Thu muốn giới thiệu đến cả nhà trong cái hộp quà phú quý này đó chính là hạt dễ cười nhập khẩu từ Mỹ. Và hạt dễ cười này nó cũng có trọng lượng là 400g. Hạt dễ cười là một loại hạt vỏ cứng thân thiện với tim. Ăn một vài hạt dễ cười mỗi ngày thì nó sẽ giúp làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Các chất chống oxy hóa có trong hạt dễ cười nó sẽ giúp giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch nè. Vì hạt dễ cười nó chứa rất là nhiều chất xơ và ít chất béo bão hòa, rất là tốt cho sức khỏe của các bạn. Hạt dễ cười là một cái loại hạt thường xuyên xuất hiện trong khay bánh khai xuân đầu năm. Giá trị dinh dưỡng và hương vị của hạt dễ cười nó sẽ làm siêu lòng tất cả những người thưởng thức. Hộp quà phú quý này rất là sang trọng, bạn có thể là làm quà tặng cho sếp nè, cho đối tác, cho bạn bè. Nó sẽ là một cái món quà xuân rất là ý nghĩa mà bạn đang cần.
Và Thu tin chắc rằng người nhận món quà này sẽ rất là hạnh phúc và cảm nhận được sự tinh tế và tấm lòng của người tặng. Xích quà này chỉ có giá là 989.000. Đặc biệt khi mà bạn chọn xích quà này, bạn sẽ còn nhận được một phần quà vô cùng hấp dẫn mà Thu đã dành riêng để tặng bạn. Đó là khi mà bạn mua xích quà phú quý này, bạn sẽ nhận được ngay 500g hạt điều thượng hạng nữa nhé. Mua càng nhiều thì giá sẽ càng tốt. Thu chỉ có 100 xích quà như thế này, số lượng rất là ít. Nên các bạn hãy nhanh tay sở hữu xích quà này để làm quà nhé. Mọi thắc mắc của các bạn có thể là liên hệ số điện thoại 0932 257878 để biết thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.